Em xin kính chào toàn thể các ba anh chị yêu Hồng Lan. Hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2019, xin phép được chúc toàn thể các bác anh các chị một buổi sáng an lành. Ngày hôm nay thì kênh Hoa Lan của chúng em sẽ cập nhật một số mặt hàng phong lan rừng, các giống phong lan rừng để gửi tới toàn thể các bác anh chị yêu phong lan ở khắp mọi miền Tổ quốc để chúng ta được đặt hàng và chúng ta sưu tầm những loại phong lan rừng. Và các bác anh chị có thể liên lạc qua hai số điện thoại 0868376205 và số điện thoại 0388009928 để đặt hàng. Hình thức chúng em gửi hàng qua đường bưu điện thì các anh chị nhận hàng, thanh toán cả tiền hàng cả tiền cước cho nhân viên bưu tá. Thì cũng như mọi hôm thôi, những hình ảnh đầu tiên thì chúng em sẽ quay về mô hình, về vườn của chúng em để cho các anh chị xem, và cũng có cái đấy cũng gọi là cái tư liệu để cho các anh chị gửi gắm cái niềm tin, cái tình cảm đến kênh cũng như là mô hình của chúng em. Và sau đây thì em xin phép vào trong đấy gửi tới toàn thể các anh chị những giống phong lan và giá của từng loại phong lan rừng để các anh chị cùng có thể biết và cũng có thể theo dõi, có thể đặt hàng luôn từ đầu video luôn. Thì xin phép được các anh chị cùng chúng ta cùng theo dõi và cùng đặt hàng nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ có những mặt hàng lan thuần, ví dụ như là giá hương đuôi cáo. Em sẽ có những cái giỏ thuần, em vào em sẽ bán với giá là 180.000 một giỏ. 180.000 một giỏ lan thuần. Lan thuần này thì em thuần từ 8 tháng cho đến 1 tuổi. Và mỗi mỗi giỏ của nó thì tầm khoảng 8 ngọn cho đến 12 ngọn các anh chị. 8 ngọn cho đến 12 ngọn để cho chúng ta sưu tầm. Thì ở trong chậu này thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ toàn bộ là hầu như là trồng trong cái chậu nhựa như này. Nó trồng trong chậu nhựa này, 8 cho đến 12 ngọn với giá là 180.000 một cái giỏ này. Thì với các bác anh chị là em nghĩ rằng là nó giá nó rất là hợp lý và rất là hữu nghị cho toàn thể các bác anh chị luôn. Đấy. 180k trong một chậu này. 8 cho đến 12 ngọn, đấy là giá hương đuôi cáo các anh chị nhé. Đây đây là mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu luôn. Mặt hàng thứ hai đó là hoàng thảo hoàng lạp. Em bán với giá là 120.000 một cân. 120.000 một kg hoàng thảo hoàng lạp. Bao hàng đẹp cho các anh chị đấy. Bao hàng đẹp cho các anh chị luôn ạ. Đấy. Hàng rất là nhiều lá và hầu như là toàn hàng dê. Và tiếp theo, ở trong này là tổng hợp các loại lan kg mà chúng em hôm nay có. Đó là giáng hương hồng sắc hay còn gọi là giáng hương quế tím. Em bán với giá là 150.000 một cân. Tiếp theo là giáng hương đuôi sóc. Cái này thì không biết là hôm qua có một vị khách cũng đặt rất là nhiều. Thì không biết là còn không. Thì giáng hương đuôi sóc thì em cũng xin phép được báo giá 120.000 một cân. Hoàng thảo long thu xuân. Đấy, hoàng thảo long thu xuân. Đây là một loại lan mà chúng ta vừa chơi hoa. Đấy, vừa chơi thân lá các thứ, nhưng chủ yếu là loại này thì nở hoa vào khi xuân về thì chúng ta có thể là sưu tầm được luôn, với giá là 200.000 một kg. Ở phía trong đấy đó là hoàng thảo đùi gà tròn. Hoàng thảo đùi gà tròn em bán với giá là 200.000 một cân ạ các bạn anh chị ạ, 200.000 một kg. Hoàng thảo ý ngọc em cũng bán với giá là 200.000 một cân. Đấy, hai loại hoàng thảo. Và tiếp theo ở phía trong này em có một ít hạc vĩ lào. Em bán với giá là 150.000 một kg. Kiều môi tua 150.000 một cân. Đấy là kiều vuông 200.000 một cân. Đây là vảy rồng Bắc. Đây là hàng Bắc Lào các anh chị nhé. Vảy rồng hàng Bắc Lào em bán với giá 120.000 một kg. Ở phía trong này đó là giáng hương đuôi chồn. Giáng hương đuôi chồn thì em bán với giá là 180.000 một cân ạ. 180.000 một kg giáng hương đuôi chồn. Bao hàng đẹp, hàng lá xếp 80% trở lên. Ở phía trong này sơn thủy tiên. Hàng này gọi là nó cũng rất là ổn. Tuy nhiên rằng là hàng này toàn khóm bé với khóm vừa phải. 180.000 một kg các anh chị nhé. Phía trong này nhất điểm hoàng 100.000 một cân. Bao hàng đẹp luôn ạ. Nhất điểm hoàng 100.000 một cân. Phía trong này hoàng thảo kim thoa. Hoàng thảo kim thoa bán với giá, em xin phép được hộp bán với giá là 100.000 một cân nhé các anh chị nhé. 100.000 một cân. Hoàng thảo nhất điểm hồng em bán với giá 110.000 một kg. 110.000 một cân ạ. Đấy. Giá hương tam bảo sắc lá xếp em bán với giá 200.000 một cân ạ. Giáng hương tam bảo sắc lá xếp thì em sẽ đóng gửi cả bó như thế này. Trong đấy thì nó sẽ có cả hầu như là cây lá xếp chiếm 80-90%. Chúng em nhập hàng như nào chúng em sẽ bán như thế. 200.000 một kg. Đây là
Kiều vàng em xả hàng nhé. 120.000 một kg. Giáng hương bạch nhạn và giáng hương đuôi cáo. Giáng hương bạch nhạn em bán với giá là 140.000 một kg. Giáng hương đuôi cáo em bán với giá là 140.000 một cân, hàng thanh lý. Đây là hoàng nhạn tháng 4. Hoàng nhạn tháng 4 em bán với giá là 350 một cân. Giáng hương tam bảo sắc 120.000 1 kg. Đây là giáng hương tam bảo sắc lá lướt với lá chung. Đấy, tất cả trong này toàn bộ đều là dòng giáng hương. Giáng hương tam bảo sắc phía trong kia. Giáng hương bạch nhạn đây, giáng hương đuôi cáo đây, giáng hương tam bảo sắc lá lướt đây. Giáng hương cẩm báo. Cẩm báo em bán 160.000 nhé các anh chị nhé, 160.000 1 kg. Đấy, cẩm báo. Hoàng thảo mối tua em bán với giá là 100.000. Đuôi sóc hàng thanh lý 100.000. Ngoài này hoàng phi hạc sẽ giao lưu với các anh chị với giá là 120.000. Chúng ta có thể lấy combo của phiên buổi sáng ngày hôm nay. Đấy. Combo của dành chúng em sẽ có tầm khoảng 14, 15, 16 loại lan. Thì em bán với giá là 500.000 một combo. Vâng ạ, 500.000 một combo. Thực ra là bán combo thì chúng em rất là vất vả để đóng hàng. Ngoài việc chúng em ghi tên từng loại một xong thì đánh dấu từng loại một thì chúng em còn phải sắp xếp làm sao đấy cho cân đối. Mỗi loại được một giò 15 16 loại. 15 16 loại để cho các anh chị sưu tầm và với giá chỉ 500.000 cho một combo thôi, một các anh chị có thể sưu tầm luôn từ cái shop lan rừng của chúng em. Và hôm nay thì chúng em chỉ tổng hợp tổng khoảng 15 16 loại lan kg. Và ngoài ra đấy chúng em chỉ sẽ có những loại lan thuần. Lan thuần thì chúng em chỉ có giáng hương đuôi cáo và một số mặt hàng linh tinh ở tại vườn nhà em thôi. Thì video của ngày buổi sáng cập nhật thì chúng em cũng xin phép được ghi ngắn gọn như vậy. Và chúng em cũng giới thiệu qua các loại phong lan rừng rất là xúc tích, rất là ngắn gọn, kèm cả các loại hình ảnh và giá của lan rồi. Thì các anh chị đặt hàng thì vui lòng liên lạc qua các số điện thoại mà em treo trên bài. Xin phép được chúc toàn thể các anh chị một buổi sáng an lành, một ngày mới thật là vui vẻ, thật là thoải mái, thật là hạnh phúc, thật là bình an nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các anh chị vào video tiếp theo ạ.